Ngày 18 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà Hằng đã phát ngôn về các cá nhân trong các buổi phát livestream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Phương Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do Vy Oanh đã có các bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của Hằng. Bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Nhưng khi bị can Hằng yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì Hoài Linh im lặng, không lên tiếng. Về lý do xúc phạm danh dự uy tín của bà Đặng Thị Hàn Ni, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận do bà Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xã hội chống phá công ty Đại Nam, chống phá quỹ từ thiện Hằng Hữu. Cũng theo kết luận điều tra, đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.